Chuyện lạ, chàng trai không tay mỗi tháng lái xe hơn 200 km từ Hà Nội lên Tuyên Quang cua vợ. Trải qua một cú sốc lớn của cuộc đời, từng không dám mơ tới tình yêu và chuyện kết hôn, anh chàng Lý Láo Lở đã phải thay đổi suy nghĩ từ khi quen cô gái H'Mông kém 11 tuổi qua mạng xã hội. Đều đặn mỗi tháng, chàng trai người Dao cụt hai tay từng đi xe máy vượt hơn 200 km từ Hà Nội lên một bản nhỏ tận Tuyên Quang để cua vợ. Một buổi sáng hôm ấy, chúng tôi tìm đến căn nhà thuê của anh Lý Láo Lở, tên thường gọi là Khang, sâu trong con ngõ nhỏ ở đường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội. Không còn hai bên tay từ khuỷu trở xuống, chàng trai sinh năm 1987 vẫn thoăn thoắt mở cửa, dắt xe máy ra ngoài, lấy ghế mời khách ngồi, bật quạt. Khang là người dân tộc Dao ở huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Do tai nạn điện giật ở trường nội trú năm lớp 8, cơ thể anh không còn lành lặn. 20 năm qua, chàng trai đã quen với sự thiếu vắng của đôi tay và có thể tự làm mọi việc. Mất đôi bàn tay từ năm lớp 8, anh Lý Minh Khang, tên thật là Lý Láo Lở, 32 tuổi, quê ở xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, không đầu hàng số phận, vẫn đi xe máy trên các nẻo đường Hà Nội để đưa nông sản sạch từ kho cũng là phòng trọ của mình tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội đến tay người tiêu dùng. Lấy công việc làm niềm vui, nhưng nhiều khi nhìn vào đôi tay đã mất của mình, anh Khang vẫn thở dài và cho rằng tình yêu là điều quá xa xỉ với bản thân, cho đến khi anh gặp được chị Dương Thị Kia, 22 tuổi, quê ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang. Khoảng năm 2016, anh Khang và chị Kia quen nhau qua mạng xã hội. Những cảm mến yêu thương dành cho cô gái cũng quê ở vùng cao, từ đó nhen nhóm. Do điều kiện gia đình, chị Kia chỉ học hết lớp 3, tiếng phổ thông còn hạn chế. Ở bản của cô, các bé gái thường 14 đến 15 tuổi đã lấy chồng. Lúc mới trò chuyện qua tin nhắn, mình cảm nhận cô ấy là người ngoan hiền, sáng dạ dù hơi ít nói. Kia chưa có nghề nghiệp, chỉ quanh quẩn ở nhà phụ giúp mẹ trồng keo nên không có cơ hội va chạm nhiều. Khang nói, tình yêu của đôi trẻ tới rất nhanh và tự nhiên. Lần đầu tự chạy xe máy từ Hà Nội lên Tuyên Quang thăm nửa Kia. Khang càng thương cô khi ở bản, bà con vẫn dùng điện nước, chưa có nước sạch, sóng điện thoại yếu. Thời gian đầu, giao tiếp giữa hai người khá khó khăn vì sự ngăn cách về văn hóa, ngôn ngữ. Anh Khang người Dao, chị Kia người Mông. Học hết lớp 3 thì nghỉ nên Kia nói và viết tiếng phổ thông còn nhiều hạn chế. Tuy nhiên, những khó khăn này không ngăn cản được tình yêu giữa đôi bạn trẻ. Sau khi thấy những điểm chung, sự hòa hợp và vượt qua định kiến của gia đình, đều đặn mỗi tháng, anh Khang đi xe máy vượt quãng đường hơn 200 km từ Hà Nội lên Tuyên Quang để thăm bạn gái. Mỗi lần lên, tôi cùng cô ấy lên nương, mất đi đôi bàn tay. Tôi không làm được nhiều nhưng luôn mang những tiếng cười cho cô ấy, anh Khang chia sẻ. Sau khoảng 5 tháng, anh ngỏ ý muốn cưới cô gái H'Mông làm vợ. Tuy nhiên, chuyện kết hôn của họ vấp phải sự phản đối từ gia đình nhà gái. Mình xin phép mẹ Kia đến lần thứ 4 vẫn không nhận được sự đồng ý. Mẹ sợ rằng tay mình thế này không đủ sức khỏe để chăm sóc cho vợ. Sau đó, mình nhờ cô nói chuyện giúp thì bà mới xuôi dần. Đến giờ, chỉ duy nhất cậu vợ vẫn phản đối, Khang giọng buồn. Vài tháng trước, đám hỏi của hai người diễn ra đơn giản, chỉ có đôi gà làm sính lễ. Thông cảm với cảnh côi cút của Khang, nhà gái chỉ thách cưới một con lợn và một chút tiền hồi môn. Tuy nhiên, với chàng trai cụt hai tay Lý Minh Khang, tình yêu là món quà kỳ diệu mà ông trời ban tặng để bù đắp cho những mất mát của cơ thể. Câu chuyện tình 4 năm của anh không quá màu mè, phô trương mà lại rất bình dị và đơn giản. Khang tâm sự cũng giống như bao cặp đôi khác, anh và nửa Kia cũng có những lúc giận hờn vu vơ. Nhiều lúc mình đang chạy xe giao hàng cho khách mà cô ấy cứ gọi, mình không nghe máy được. Cô ấy nhắn tin cũng không có thời gian để trả lời ngay. Những lúc như vậy, cô ấy giận mình, anh nói. Đầu tháng 6 vừa qua, anh Khang với vợ đã thực hiện một bộ ảnh cưới ý nghĩa. Anh Khang cho biết đây là bộ ảnh đầu tư nhất của hai người từ trước tới giờ. Trên trang Facebook cá nhân của mình, tôi đăng tải những hình ảnh nông sản, ảnh đời thường, giản dị của mình và bạn gái. Vì ở xa nhau nên cơ hội gặp nhau rất ít, nên tôi muốn lưu giữ những khoảnh khắc giản dị, tự nhiên nhất của hai người, không muốn màu mè, phô trương. Tình cảm phải xuất phát từ sự chân thành, kết nối trái tim với trái tim, vậy là đủ, anh Khang nói. Vì đã mất cả bố lẫn mẹ, gia đình chỉ còn lại người em trai nên gia đình nhà gái cũng thông cảm cho anh và chỉ thách cưới anh một chút tiền và một con lợn. Theo chia sẻ của anh Khang, đám cưới của anh đã tổ chức trước ở nhà vợ, sau đó về Hà Nội tổ chức lại thêm một lần nữa. Sau khi nên duyên vợ chồng, anh Khang đã cho vợ làm quen từng bước với nhịp sống nơi đô thị. Ở quê, cô ấy chỉ làm nương, xuống Hà Nội thì trước mắt cô ấy cùng tôi làm nghề chuyển nông sản sạch, anh Khang chia sẻ. Được biết, sau khi tốt nghiệp loại khá chuyên ngành khoa học quản lý, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016, Khang từng làm cho công ty thực phẩm, song song làm shipper. Hơn một năm nay, do mệt mỏi, cộng thêm đã tích cóp được chút vốn liếng và kinh nghiệm, Khang bỏ việc, chuyển sang kinh doanh nông sản vùng cao. Với mục đích hỗ trợ cho bà con vùng núi phía Bắc, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, Khang nhập nông sản từ trên đó về bán. Dù lãi lời không nhiều, có khi hòa vốn, anh vẫn vui vì phần nào giúp được đồng bào. Ở tầng 1, căn nhà vỏn vẹn chỉ 10 m2, giá thuê 2,5 triệu đồng một tháng. Khang bày một số đặc sản như gạo xéng củ Lào Cai, trâu gác bếp, thịt lợn sạch. Anh tự mình lo tất cả công đoạn từ nhập hàng, xếp hàng, cân đo, đóng gói đến quảng cáo trên mạng xã hội và đi ship. Vừa nói, chàng trai vừa tranh thủ chat với khách hàng để tư vấn, chốt đơn. Ngày trước, việc kinh doanh của Khang cho thu nhập ổn định, nhưng 3 tháng nay do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hàng bán chậm, Khang không dám nhập hàng, thu nhập giảm đáng kể. Trong vài tháng tới, nếu điều kiện kinh tế vẫn khó khăn, chàng trai người Dao tính trả nhà ở Hà Nội, đưa vợ về quê Bát Xát sinh sống. Ở trên đó mình có nhà, hiện cho thuê để người ta làm kho với giá 1 triệu đồng một tháng. Về quê rồi, mình vẫn có thể buôn bán qua mạng, ship đi khắp nơi mà lại giảm chi phí nhập hàng, chàng trai nói. Khang là vậy, dù lâm vào hoàn cảnh khó khăn, anh không vội chán nản mà luôn tìm cách giải quyết hợp lý. Trong thời gian tới, cuộc sống của chàng trai sẽ có thêm người bầu bạn, sẻ chia buồn vui. Mình luôn tin rằng cuộc sống này luôn có sự bù đắp. Không ai hoàn hảo, cũng không ai mất tất cả. Cứ sống là chính mình, sống có ích mỗi ngày, niềm hạnh phúc tự khắc sẽ tới. Tương tự như câu chuyện của anh Khang, chuyện tình của vợ chồng anh Nguyễn Thế Cường, sinh năm 1982, quê Quảng Nam, và chị Trần Thị Minh Thư cũng khiến người nghe không khỏi xúc động. Anh Cường mất 2 cánh tay sau một vụ tai nạn khi đang làm thêm phụ hồ hồi cuối năm 2004. Sau 3 lần phẫu thuật vì vết thương nhiễm trùng, 2 cánh tay bị cắt cụt gần hết, Nguyễn Thế Cường bắt đầu câu chuyện. Đang là sinh viên năm thứ 2, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, việc mất cả 2 tay khiến Cường rơi vào khủng hoảng, thậm chí có lần đã nghĩ đến chuyện giải thoát cho cả bản thân và gia đình. Nhưng sự động viên của mẹ đã giúp anh gượng dậy. Ở nhà một thời gian, cho lành vết thương, Cường một mình khăn gói đến Đà Nẵng thuê địa điểm mở quán Internet và sửa chữa máy tính, kiếm tiền gửi về quê cho mẹ nuôi em trai đang đi học và người bố bị liệt do tai nạn nhiều năm trước. Chàng trai không tay gặp cô gái Trần Thị Minh Thư lần đầu tiên hồi năm 2005 khi vào thành phố Hồ Chí Minh làm tay giả. Minh Thư, sinh năm 1984, cô sinh viên sư phạm người Gia Lai cũng đưa bố đến lắp tay. Trong 3 ngày điều trị cùng nhau, bố Thư cảm thấy quý mến chàng trai trẻ. Về nhà, ông thường xuyên gọi điện hỏi thăm. Câu chuyện giữa hai người đàn ông chỉ kéo dài vài phút, không biết nói gì thêm, bố Thư đưa điện thoại cho con gái động viên Cường. Những cuộc gọi tiếp theo của hai bạn trẻ diễn ra thường xuyên hơn. Từ 10 đến 15 phút ban đầu, cuộc nói chuyện của họ kéo dài 2 đến 3 tiếng mà vẫn cảm thấy thiếu. Sau 3 năm, chỉ nghe tiếng nhau qua điện thoại, Cường mới lấy hết can đảm, rủ Thư xuống Đà Nẵng chơi. Vài ngày sau, cô đến thăm thật. Chuyến đi chơi đầu tiên, người thanh niên cụt tay mua tặng cô bạn gái chiếc móc chìa khóa hình trái tim. Sau chuyến đi, Cường gọi điện tỏ tình, thông tin nhanh chóng đến tai bố. Ông kiên quyết phản đối mối tình này và tịch thu điện thoại của Thư. Là một người cũng mất 2 cánh tay trong chiến tranh và chứng kiến người vợ lam lũ, quần quật lao động nuôi cả gia đình và qua đời vì lao lực khi tuổi còn trẻ, ông hiểu gánh nặng sẽ đè lên vai con gái mình nên quyết không để Thư đi vào vết xe đổ của mẹ. Biết bố bạn gái phản đối, sáng thứ 7, Cường vượt 600 km từ Đà Nẵng lên Gia Lai xin gặp ông để trình bày, thuyết phục. Đáp lại chàng trai chỉ là cánh cổng đóng chặt, im lìm. Cực chẳng đã, anh quỳ sụp bên ngoài. Bố Thư nhìn thấy chỉ nói vọng ra, mày quỳ thì kệ mày. 9 tuần liên tiếp, Cường đều đặn bắt xe lên nhà Thư và quỳ, nhưng ông bố không cất một lời. Biết không thể lay chuyển được bố, tháng 7 năm 2009, Thư nghỉ việc, trốn nhà xuống Đà Nẵng với Cường. Nhìn thấy người yêu xuất hiện trước cửa nhà, mồ hôi nhễ nhại, chàng trai lập tức đèo bạn gái về Quảng Nam nói chuyện đám cưới với mẹ. 3 ngày sau, đám cưới diễn ra, khách mời chỉ 100 người, nhưng hơn 200 người đến dự vì tò mò, muốn xem mặt cô dâu của thằng Cường cụt thế nào mà cưới vội thế. Họ nói với nhau, Không ăn hỏi, trầu cau, không xe hoa, quần áo cô dâu chú rể chỉ thuê một bộ duy nhất mặc hết buổi lễ, nhà gái cũng không một ai đến dự. Để chữa ngại với bà con xóm giềng, mẹ Cường giải thích đám cưới sẽ tổ chức lần 2 ở nhà gái vì đường xá xa xôi. Sau đám cưới, hàng ngày đôi trẻ đèo nhau vượt 18 km từ Quảng Nam ra Đà Nẵng làm việc ở quán của Cường. Biết con gái trốn đi lấy chồng, bố Thư chính thức từ mặt. Ngày vợ chồng Thư về dỗ mẹ, ông thẳng thừng tuyên bố: "Tao có còn con gái đâu mà có con rể." Biết là bố vẫn còn giận nên dù bị mắng, Cường và Thư vẫn thường về quê thăm ông. Suốt 2 năm sau đó, ông bố coi như họ không tồn tại, nhất quyết không nói dù chỉ một lời. Đến bữa cơm, Cường thường trốn ra ngoài vườn để tránh ngồi cùng với bố vợ. Năm 2011, Thư sinh con trai đầu lòng và đưa con về thăm ông. Được đánh tiếng trước là có cháu về, bố Thư mua nhiều đồ dùng trẻ em như tã giấy, cháo dinh dưỡng, nhưng quyết không nhận mình mua. Một trưa khi cô đang giặt giũ bên ngoài, đứa bé thức dậy khóc quằn quại. Ông ngoại thấy vậy cất tiếng gọi: "Để thằng nhỏ khóc kìa." Đây cũng là câu đầu tiên ông nói với con gái sau hơn 4 năm từ mặt. "Tổ cha mày, thằng cha mày đâu mà đem về đây khổ tao vậy?" Ông ngoại vừa đưa nôi vừa nựng cháu. Nghe vợ kể, biết bố đã xuôi lòng, hôm sau Cường bắt xe về Gia Lai. Trong cuộc trò chuyện làm lành giữa hai người đàn ông, bố Thư trầm ngâm: "Đừng làm con gái tao khổ." Cường chắc chắn: "Con hứa với bố." Năm 2015, hai vợ chồng vay thêm tiền, mua được mảnh đất 140 m² dựng nhà. Cậu con trai thứ hai chào đời càng làm không khí gia đình trở nên ấm cúng và rộn ràng. Thu nhập từ quán Internet vẫn đủ để họ vui sống và nuôi con. Thế nhưng đầu năm 2017, Cường giao lại quán cho vợ, lặn lội đi Bình Dương, Đà Lạt, học làm nông nghiệp sạch. Anh thế chấp sổ đỏ, vay ngân hàng và thuê 3 hectare đất tại huyện Hòa Vang để trồng rau củ, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao. Năm đầu lỗ, năm thứ hai hòa vốn và dự kiến năm 2020 bắt đầu có lãi từ 200 đến 300 triệu đồng. Thì Covid-19 bùng phát, xóa tan hy vọng của người đàn ông khuyết tật. Hàng hóa của nông trại tồn đọng do nguồn thu mua chính là nhà hàng khách sạn phải đóng cửa. Tháng trước, một người mua rau củ chụp ảnh dưa chín vàng trong nông trại của Cường. Sau bài chia sẻ, nhiều người dân Đà Nẵng nhắn tin gọi điện mua giúp vợ chồng anh. Có khách, hàng ngày hai vợ chồng chất khoảng 120 kg dưa lên xe máy đi giao khắp thành phố. Mỗi ngày trung bình, họ đi khoảng 200 km, giao hơn 100 đơn tới khách hàng. Và kể từ đó, những chuyến xe giải cứu trang trại dưa của đôi vợ chồng liên tục lăn bánh trên đường. Dù vất vả, nhưng những tiếng cười hạnh phúc của họ vẫn rộn rã một góc đường. Chuyên mục Chuyện lạ của kênh tin tức 24 giờ online đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên cập nhật những bản tin tiếp theo của chúng tôi để biết thêm nhiều câu chuyện lạ, thú vị xung quanh cuộc sống hàng ngày. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!